Xin kính chào quý vị và các bạn. Do tác động của không khí lạnh nên từ cuối tuần này đầu tuần sau, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa mưa to. Còn Tây Nguyên những ngày tới thì ban ngày vẫn sẽ có nắng nhiều. Dự báo từ chiều ngày 15 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 80 mm cả đợt và thậm chí có những nơi trên 100 mm cả đợt. Trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nằm trong vùng mưa lớn nên tới thành phố Vinh vào cuối tuần này đầu tuần sau, quý vị cần chú ý. Ở Vinh mưa bắt đầu từ chiều tối chủ nhật kéo dài tới thứ hai đầu tuần sau. Cường độ mưa trong ngày thứ hai khá to và rồn rập. Từ ngày thứ ba trở đi thì mưa mới hết và nắng giáo sẽ quay trở lại với nhiệt độ không vượt quá 31 độ. Cái nắng đầu hè càng tô thêm vẻ đẹp cho những loài hoa đang khoe sắc khắp các con phố ở Vinh. Từ phượng đỏ, loài hoa đặc trưng của tuổi học trò, đến sắc tím thơm mộng của bằng lăng, tới những khóm hoa mức, chùm dâu da xoan trắng muốt và những bông hoa sử quân tử nhiều màu sắc, thơm thanh khiết nhẹ nhàng. Tất cả hứa hẹn sẽ mang lại một không gian du lịch mới với những tấm hình lãng mạn cho du khách khi tới Vinh với những du khách muốn tham dự Đại lễ Phật Đàn 2022 tại Huế vào ngày 15 tháng 4, tức là ngày Chủ nhật tuần này thì lưu ý là vào thời điểm chiều tối sẽ có thể xuất hiện mưa rông. Do là có không khí lạnh về, còn trước đó từ sáng đến khoảng 15-16 giờ chiều thì trời vẫn nắng mạnh và nóng với mức nhiệt độ lên cao là 35 độ. Không khí lạnh cũng gây mưa cho thủ đô Hà Nội từ chiều tối mai, Mưa không kéo dài lâu, chỉ diễn ra đến hết ngày chủ nhật sau đó thì mới dứt hẳn. Về nhiệt độ do không khí lạnh có cường độ yếu nên nhiệt độ không giảm nhiều nhưng mang lại bầu không khí mát mẻ. Cao nhất ngày không vượt quá 28 độ. Về cuối tuần khi mà có nắng thì nhiệt độ sẽ lại tăng nhẹ lên ngưỡng là 30 cho đến 32 độ. Ở phía Nam, thời gian này tại thành phố Hồ Chí Minh thời tiết trong ngày luôn có sự phân hóa từ sáng đến 15 giờ hoàn toàn tạnh giáo, có nắng, buổi trưa nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ. Hơi nóng nhẹ và sau 15 giờ thì mây phát triển nhiều hơn, nắng yếu dần, đến khoảng chiều tối thì mưa sẽ lại xuất hiện kèm theo rông gió mạnh và sấm sét nguy hiểm. Khi tham gia giao thông vào thời điểm này thì quý vị cần chú ý. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.